Bạn cần có 200g bông thiên lý ngâm rửa sạch và để ráo nước, 100g thịt bò phi lê. Gia vị cần có nước mắm, muối, tiêu, bột nêm, tỏi bằm và dầu ăn. Bước 1. Các bạn sắc mỏng thịt bò theo thớ ngang. Khi sắc thớ ngang, thịt bò sẽ mềm và không bị dai. Ướp thịt bò với nửa muỗng tỏi bằm cộng với 1/4 muỗng dầu hào, 1/4 muỗng bột nêm, 1/4 muỗng nước mắm, 1/4 muỗng tiêu. Trộn đều thịt bò thấm đều gia vị. Sau đó để trong tủ lạnh khoảng 15 đến 30 phút để gia vị thấm vào trong từng thớ thịt. Bước 2, mở lửa lớn, chờ một lát cho chảo nóng, rồi cho một muỗng dầu và nửa muỗng tỏi bằm vào chảo. Đảo đều đến khi tỏi trong chảo thật thơm. Sau đó cho bông thiên lý vào xào chín, nêm gia vị vừa ăn và mang ra dĩa. Bước 3, bắt chảo lên bếp, chỉnh lửa lớn rồi chờ cho chảo nóng, cho một muỗng dầu và nửa muỗng tỏi vào chảo. Chờ đến khi có mùi thơm của tỏi, cho thịt bò vào xào, đảo nhanh tay vài lần cho đến khi thịt bò chín tái. Nhấc chảo ra và cho thịt bò lên dĩa bông thiên lý, rắc ít tiêu lên thịt bò. Khi ăn, bạn trộn đều thịt bò vào bông thiên lý, dùng nóng và chấm với nước tương cho chút ớt hiểm để thơm hương vị của món ăn bạn nhé.